Chào cô chú anh chị nha. Thì mấy hôm nay thì em còn ít cái loại Sinowa F35 này nè. Em xả thì còn ba con này. Thì mấy con này thì tình trạng thì em cũng nói luôn là những con này thì em đã làm nổ rồi. Nhưng mà cái kiểu như những con này không phải là trực tiếp em dọn, mà là kiểu như mình dọn nhiều máy cho khách quá, cái đơn hàng nhiều á. Thì cái thời điểm đây này là có tới mấy con, ba mấy bốn con thì em đặt. Nói dụ anh em quen rồi vậy, người ta cũng mở tiệm á, thì em đặt dọn, nhưng mà kiểu như dọn mà mình cũng không có ưng ý lắm, tại vì dọn vệ sinh nó không có kỹ, mình không ưng ý lắm. Thì mấy cái này thôi, em bán giống như kiểu như là chưa dọn đi, mặc dù làm nổ rồi. Cái này thì em bao hơi lửa nha, em bao hơi lửa mặc dù đã làm nổ rồi nhưng mà kiểu như dọn không có sạch á, thì thôi mình tính giá chưa dọn đi, em bán chưa dọn đây, nên là em cũng không có bao nữa đó. Con nào thì nó có dây mang thì mình về mình tự mình thêm vào nha. Đó. Thì em thấy mấy cái khung ba lô thì nó, em thấy mấy cái xốp á, ở sau đỡ sau chấn lưng á, thì em thấy nó còn hết. Thì ba con này thì nó có cần nha, nó có cần đi theo thì em sẽ bỏ ba cái cần đi theo. Thì về đó ví dụ nó thiếu cái gì, ví dụ như chấn cỏ rồi gì đó thì anh em tự mua thêm nha, em bán như chưa dọn thôi. Thì bán như chưa dọn thì về sau bán vậy, nhưng mà riêng mấy con này thì thợ em cho nổ rồi nên là em sẽ bao hơi lửa. Còn những thứ khác em không có bao nha, đủ thiếu gì mọi người về tự thêm vào. Thì mấy con này thì em sẽ để em xả nha, xả như con này nó còn mọi hình, nó còn rất đẹp, nó không xấu đâu. Mấy con này không xấu, nhưng mà tại vì lúc mà thợ dọn ấy, không để ý, người ta không để ý, người ta xịt cái vòi rửa xe mà. Thì cái này tâm nhôm để lâu ngày mà bãi mà xịt cái áp lực cao á, nó sẽ bong cái lớp sơn đi, nên là nó xấu thôi. Chứ thực chất là lúc mà mình chưa dọn nó còn đẹp lắm, tại vì lô hàng này em lựa mà. Thì những ba còn ba con còn lại này thì em sẽ xả cho mọi người xả nha, giá thì nó cũng lỗ nhập, so với giá nhập thì em bị lỗ đó, nên là cái này không bớt được và cũng không bao ship nha. Thì mấy con này em sẽ tính cho mình là 1.150.000 một cây, 1.150.000 một cái nha. Nó có cần nha, nó có cái cần ba lô đi theo đó, em sẽ cho một cái cần ba lô đi theo mỗi con ha. Đi cần ba lô thì tất nhiên nó phải có đầu bò rồi đó. Chén là em nghĩ là nó có đủ chén á mọi người, đủ chén. 1.150.000 một cây không bao ship nha, ba cây. Nắp e thì còn đủ hết nha. Đó, nắp e này có đủ. Nghe kỹ rồi mua nha, em bán là em bán giá chưa dọn nên là sẽ không có bảo hành gì đâu nha. Về thì em tự căn chỉnh, tự vệ sinh lại nha. Đó. Em chỉ bao hơi bao lửa cho mọi người thôi. 1.150.000 một cây, còn ba cây cuối cùng thôi nha. Ai nói chung nhanh tay thì còn nha mọi người.